7 bước để vượt qua cơn cảm cúm nhanh nhất. Bước 1, bổ thận khí hay thận dương với phá hương đan. 2-3 ngày uống một lần đó cấp bách hay bát vị hoàn. OBC có bán trên Shopee, uống hàng ngày. Để hết nóng sốt và đau nhức trong xương hay mỏi cơ, hết ho sổ mũi nhanh hơn bởi vì nhiệt độ do thận và phổi điều tiết. Thận đại diện cho tiên thiên, chú trọng giữ tiên thiên trước và tránh lệch xương khớp, sẽ gây ảnh hưởng nhiều về thần kinh, rối loạn các chức năng. Bước 2, nấu canh rau mùng tơi chanh ớt để trục hàn sâu. Khi cảm cúm, sốt nhiễm hàn, đầu nhức, cúi lên cúi xuống thôi đã thấy đau rồi. Khi bạn ấn ra đầu, nó phục và đau nhức bế khí. Bạn nên ăn canh rau mùng tơi chanh ớt để đầy hàn khí sâu, toát mồ hôi sẽ hết nhức, ấn ra đầu sẽ hết đau và giảm sốt nhanh. Nếu như ăn riêng rau mùng tơi sẽ rất là hàn, nhưng khi chế biến với chanh ớt, ai hàn nhức mình mẩy ăn sẽ hết liền. Anh chị em trải nghiệm nhé. Bước 3, thanh lọc phổi với lá giòi giã nát, đổ nước dừa xiêm lọc uống. Sẽ có tác dụng làm mềm phổi, kháng viêm, chống khó thở, tránh phế suy kiệt hay tắc nghẽn gây bệnh nặng cho cơ thể. Bước 4, uống dầu phong hoàn hảo 3 đến 5 lần trên ngày hay nhiều hơn. Trục hàn, làm ấm sẽ giảm đau, làm mềm gân cơ, tăng sức đề kháng và hạ sốt. Bước 5, bôi thông kinh lạc thủy, dầu phong hoàn hảo hay cả hai sẽ giúp cho bạn mềm gân cơ, làm ấm, hạ sốt, làm tăng máu đông, giảm đau nhức ở khớp. Bước 6, uống ngũ vị thanh thường buổi sáng, trưa và tối uống ngũ vị thanh đen sẽ tăng sức đề kháng cấp tốc, làm ấm, cân bằng âm dương ngũ tạng, không gây nặng lên, ảnh hưởng rối loạn chức năng. Bước 7, tập thở đại tràng, tập búp sen hay đi tản bộ phơi nắng. Bài tập thở đại tràng sẽ giúp bạn thông mũi, tránh ngạt thở, khó thở hay mất mùi nặng. Tránh mất mùi bằng hai bên cơ thể, không tai biến hay trên dưới không liệt, không mất lực ở chân. Tránh thiếu máu tụt canxi, làm ấm cơ thể thì bạn sẽ đi phơi nắng tản bộ hàng ngày. Ngoài ra còn ba nên. Nên ăn nhiều trái cây, tùy nhu cầu cơ thể mà bổ sung vị ngọt hay vị mặn. Nên ăn đủ chất và ngủ đủ giấc. Nên uống nhiều nước tùy nhu cầu của cơ thể. Để tốt hơn nữa, qua cơn cúm là bình thường như chưa từng có gì xảy ra, bạn hãy bổ máu với kinh giới và huyết dụ. Ăn cháo cộng sơm lắc, củ cải muối ngâm mật ong phơi hoặc cháo đậu xanh mầm, nắn chỉnh xương khớp càng sớm càng tốt. Theo kinh nghiệm bao mùa thì anh chị em chỉ có mệt ngày đầu khi có dấu hiệu bệnh. Nếu mà làm theo thì bữa sau sẽ khỏe, không để lại di chứng và cũng không bị nặng. Xin chia sẻ để mong giúp anh chị cần. Chúc anh chị luôn vui khỏe và bình an